Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn theo dõi trang địa phương huyện Tân Lạc do Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông thực hiện. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Hội nghị góp ý vào dự thảo quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ. Sở Y tế tỉnh Hòa Bình giao ban công tác chỉ đạo tuyến cơ sở 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc, các tổ chức chính trị xã hội và hội chữ thập đỏ huyện tổ chức nấu cơm hỗ trợ lực lượng và người dân tại các khu cách ly tập trung của huyện. Cuối chương trình là phóng sự những con đường ý đảng lập dân. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua đồng chí Đinh Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tân Lạc đã chủ trì hội nghị góp ý và dự thảo quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ giữa Ban Tổ chức Huyện ủy với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Đảng ủy Quân sự huyện, Đảng ủy Công an huyện, Thanh tra huyện. Dự thảo quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ giữa các cơ quan phối hợp có 9 điều trên cơ sở thực hiện quy định số 126 ngày 28 tháng 2 năm 2018 của Bộ Chính trị, một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Trong đó, dự thảo quy chế phối hợp quy định bảo vệ chính trị nội bộ là bảo vệ chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ cương lĩnh chính trị, điều lệ, đường lối, nguyên tắc tổ chức của Đảng, bảo vệ hiến pháp và pháp luật của nhà nước, bảo vệ cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng. Dự thảo quy chế quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan phối hợp, nguyên tắc, nội dung phối hợp, chế độ báo cáo, trao đổi thông tin và tổ chức thực hiện. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khẳng định về ý nghĩa tầm quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong những năm qua. Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ban ngành đoàn thể đã triển khai nghiêm túc các nội dung, nhiệm vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Nhờ vậy, tình hình chính trị nội bộ trên địa bàn huyện ổn định, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng, nhà nước như việc tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, thực hiện sáp nhập xã, xóm, phòng chống dịch bệnh COVID-19, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị cần tiếp tục thường xuyên quán triệt, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên đối với công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, thực hiện đúng nguyên tắc về thẩm quyền, nhấn mạnh đến vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng cơ quan đơn vị, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải thực sự gương mẫu, trung tâm, đoàn kết, có khả năng tổng hợp, quy tụ được tập thể, tổ chức thực hiện nghiêm túc hiệu quả về việc kiểm soát quyền lực theo quy định, đặc biệt là với công tác cán bộ, thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, đảm bảo an toàn, an ninh mạng. Vừa qua, Thường trực Huyện ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định và giao nhiệm vụ cho các thành viên tổ giúp việc Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã Suối Hoa. Đồng chí Đinh Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện dự chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe quyết định thành lập tổ giúp việc của Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã Suối Hoa, phân công nhiệm vụ cho các thành viên tổ giúp việc của Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã Suối Hoa. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá những kết quả đạt được cũng như những vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện và đề ra các giải pháp để đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng. Theo báo cáo của xã Suối Hoa, công tác thỏa thuận giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn xã đến thời điểm này vẫn còn một số vướng mắc. Đối với dự án du lịch sinh thái Vesta Ngoài Hoa, công ty đã thỏa thuận được trên 80 ha của 27 hộ dân. Tuy nhiên, vẫn còn 62 hộ chưa đồng ý thỏa thuận chuyển nhượng. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đinh Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện yêu cầu các thành viên tổ giúp việc bám sát vào nhiệm vụ đã được phân công, đẩy mạnh tuyên truyền vận động tạo sự đồng thuận của nhân dân, tăng cường nắm tình hình, đôn đốc thực hiện và kiểm tra các bước trong quy trình giải phóng mặt bằng đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và tiến độ đã cam kết, phối hợp với nhà đầu tư để thỏa thuận đền bù theo giá quy định. Ủy ban nhân dân huyện quan tâm đảm bảo cơ sở vật chất cho các đồng chí thành viên tổ giúp việc công tác giải phóng mặt bằng huyện tại xã Suối Hoa, tuyên truyền vận động nhân dân đồng thuận sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục pháp lý triển khai xây dựng các dự án theo kế hoạch đã được phê duyệt. Chiều ngày 20 tháng 8 năm 2021, tại Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc, Sở Y tế tỉnh Hòa Bình tổ chức hội nghị giao ban công tác chỉ đạo tuyến cơ sở 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Thu Hằng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hòa Bình,
cùng các đồng chí trong ban lãnh đạo, các phòng chức năng Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và giám đốc các đơn vị trực thuộc tuyến tỉnh, các huyện, thành phố. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ngay từ đầu năm 2021, ngành y tế đã tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh nhiều giải pháp triển khai công tác phòng chống dịch bệnh, phối hợp liên ngành thực hiện cách ly khoanh vùng, truy vết, quản lý chặt chẽ các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đến nay, 100% trạm y tế xã trong tỉnh cơ bản đáp ứng công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Trong 6 tháng đầu năm, có trên 24.000 trường hợp người bệnh các huyện, thành phố chuyển đến bệnh viện tỉnh điều trị, gần 4.790 trường hợp các đơn vị chuyển đến nội trú. Số người bệnh chuyển tuyến theo từng chuyên khoa nội trú như khoa ngoại là trên 630 trường hợp, khoa nội tổng hợp có 525 trường hợp, khoa nhi 337 trường hợp, khoa ngoại tổng hợp 336 trường hợp, khoa sản 248 trường hợp. Thực hiện đầy đủ các quy định về thủ tục khám chữa bệnh tại các tuyến, đặc biệt là công tác khám chữa bệnh cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi và các đối tượng chính sách, thực hiện tiêu chí bệnh viện an toàn, đảm bảo tốt nhiệm vụ khám chữa bệnh và phòng chống dịch COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Thu Hằng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hòa Bình đã ghi nhận và biểu dương kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm của toàn ngành, đồng thời chỉ đạo các đơn vị cần tập trung thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt triển khai hiệu quả hoạt động phòng chống dịch bệnh COVID-19, tiếp tục tăng cường đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả khám chữa bệnh. Việc tiêm chủng cần tăng cường giám sát trước, trong và sau tiêm, đảm bảo tuyệt đối an toàn, triển khai thực hiện tốt việc lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe của cá nhân trên địa bàn tỉnh. Các cơ sở khám chữa bệnh xây dựng kế hoạch điều trị, thu dung bệnh nhân, phòng chống dịch một cách linh hoạt, phù hợp với tình hình mới. Nhằm chia sẻ khó khăn với công dân đang phải thực hiện cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 và kịp thời động viên các lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch. Trong 3 ngày 20, 21 và ngày 22 tháng 8 năm 2021, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc đã cùng phối hợp với Liên đoàn Lao động, Hội Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Hội chữ thập đỏ và Câu lạc bộ Nhân ái huyện Tân Lạc tổ chức nấu trên 1.500 suất cơm hỗ trợ công dân và các lực lượng làm nhiệm vụ trong 3 khu cách ly tập trung của huyện. Huyện Tân Lạc hiện có 3 khu cách ly tập trung phòng chống dịch, gồm khu cách ly tập trung trạm y tế thị trấn Mạn Đức, xã Phong Phú, xã Nhân Mỹ. Được biết, hầu hết những người đang cách ly tập trung trong đợt này đều là những người có hoàn cảnh khó khăn. Để động viên tinh thần, tiếp thêm sức mạnh cho những người cách ly cũng như lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu cách ly của huyện, Mặt trận Tổ quốc huyện đã trích từ nguồn quỹ phòng chống dịch bệnh COVID-19 của huyện và nguồn xã hội hóa, phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội và hội chữ thập đỏ huyện mua thực phẩm, tự tay nấu cơm hỗ trợ cho nhân dân đang thực hiện cách ly tập trung và các lực lượng làm nhiệm vụ. Hoạt động này thực hiện trong 3 ngày 20, 21 và ngày 22 tháng 8. Mỗi ngày 2 bữa cơm với tổng số khoảng 1.500 suất để đảm bảo cung ứng kịp thời các suất ăn cho công dân và lực lượng tại các khu cách ly tập trung. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị xã hội và hội chữ thập đỏ huyện đã thống nhất phân công nhiệm vụ rõ ràng từng ngày, thực đơn từng bữa và có sự giám sát của mặt trận để các bữa ăn vừa đảm bảo đủ chất dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Tham gia cùng chương trình nấu cơm và trao các suất ăn cho các điểm cách ly tập trung. Nhân dịp này, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chi nhánh Hòa Bình, phòng giao dịch Tân Lạc đã vận động cán bộ nhân viên ngân hàng đóng góp kinh phí mua tặng 3 cây ô lớn, 1 thùng khẩu trang, 1 thùng nước sát khuẩn và 6 thùng nước uống hỗ trợ các khu cách ly. Thưa quý vị và các bạn, không khí đằng sau tôi là không khí làm đường giao thông nông thôn của nhân dân và cán bộ xóm Luông Dưới của xã Vùng Cao Ngổ Luông của huyện Tân Lạc. Trong những ngày này được hưởng lợi từ cái chủ trương hỗ trợ xi măng của huyện Tân Lạc để làm đường giao thông nông thôn, nhân dân ở đây rất là phấn khởi, tích cực tham gia bằng việc góp công, góp của. Và những tuyến đường ý đảng lòng dân như thế này đang càng ngày được nối dài thêm. Ngổ Luông là xã vùng cao thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện Tân Lạc do địa hình đồi núi chia cắt nên hệ thống giao thông của xã vừa thiếu lại vừa yếu. Toàn xã hiện có hơn 3 km đường ngõ xóm nhưng chủ yếu là những con đường mòn, dốc đá thẳng đứng. Nên khi huyện nhà có chủ trương hỗ trợ địa phương xi măng để cứng hóa đường giao thông nông thôn theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, ngay lập tức đã nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng cao của nhân dân trong xã. Nhà nước quan tâm cho xi này thì bà con rất là phấn khởi luôn. Bà con thì tham gia rất là nhiệt tình, ủng hộ mấy ngày công. Và Ủy ban nhân xã chúng tôi cũng kịp thời triển khai đến các xóm là tổ chức họp dân
để triển khai tuyên truyền về cái chương trình xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là cái tuyến đường giao thông. Thì qua đó thì bà con cũng rất là hưởng ứng nhiệt tình để đóng góp tham gia. Trong đợt này, xã Ngổ Luông được huyện hỗ trợ 200 tấn xi măng. Địa phương đã phân bổ cho các xóm và cứng hóa được trên 1 km đường ngõ xóm. Nếu như tại các xã vùng cao, nhân dân chủ yếu bỏ ngày công lao động san lấp mặt bằng, đào cống, làm mương, đổ bê tông, thì với xã Hồng Mỹ, bà con nhân dân lại đóng góp tiền mặt, thuê máy làm mặt bằng, đổ bê tông nên tiến độ thực hiện khá nhanh. Đây là tuyến đường nội xóm của xóm Cầu Phung, xã Hồng Mỹ. Tuyến đường này mới được thực hiện theo phương thức nhà nước và nhân dân cùng làm. Được biết, xóm Cầu Phung vừa được phân bổ 81 tấn xi măng và xóm đã triển khai thực hiện được 2 đoạn đường với tổng chiều dài gần 500 mét. Để triển khai thực hiện, xóm vận động nhân dân đóng góp mỗi khẩu là 200.000 đồng mua vật liệu và thuê máy đổ bê tông. Sau hơn 2 ngày thực hiện, các đoạn đường đã hoàn thành với tổng kinh phí thực hiện chỉ hơn 220 triệu đồng. Trong đó, huyện hỗ trợ bằng xi măng trị giá hơn 100 triệu đồng. Còn lại là trên 120 triệu là tiền và vật liệu do nhân dân đóng góp. Khi mà chúng tôi đưa ra với cuộc họp bà con xã viên ấy thì 100% là bà con nhất trí. Với phương châm là nhà nước và nhân dân cùng làm, thì còn tất cả những cái đóng góp tài chính rồi nhân lực là bà con cũng rất là phấn khởi. Thì cái mục đích của chúng tôi là làm để cái thứ nhất là để giãn dân cư ra, cái thứ hai nữa là để lưu thông hàng hóa, vận chuyển hàng hóa cho bà con được thuận lợi. Với cách làm linh hoạt như vậy nên chỉ trong thời gian ngắn, 140 tấn xi măng của huyện Ngọc Mỹ đã phân bổ về các xóm và đã hoàn thành được gần 800 mét đường nội xóm. Nhiều tuyến đường lầy lội, nhỏ hẹp, đi lại khó khăn này đã được thay bằng những tuyến đường bê tông phẳng lì. Hiện nay tuyến đường này là cái đường đi lại rất là thuận lợi cho bà con chúng tôi, là sản xuất một cái khu vườn rộng lớn hàng bao nhiêu hecta này là cam bưởi, mà sau này tiến tới là chúng tôi con cháu nó đông, chúng tôi di dân bớt ở đây. Đấy là chúng tôi rất là phấn khởi, mong ước sau này có thể nó còn phát triển hơn nữa. Ở xã Ngọc Mỹ rất là rộng mà dài, mà nó rất là nhiều tuyến, chỗ này cũng là chỉ được một phần tư so với cái nhu cầu của bà con thôi. Đây là cái bước đầu khởi đầu, chúng tôi sẽ triển khai, cũng mong muốn là cấp trên sẽ tiếp tục hỗ trợ để chúng tôi vận động bà con, thì chúng tôi sẽ bằng cách để tiến hành làm thế nào mà nó khép kín được. Năm nay huyện Tân Lạc quyết định phân bổ 2.500 tấn xi măng cho các xã để thực hiện cứng hóa đường giao thông, trong đó 500 tấn do các doanh nghiệp hỗ trợ. Đến nay, địa phương đã phân bổ xong cho các xã Ngổ Luông, Công Mỹ, Tà Mô và Phiết Chiến thực hiện bê tông hóa được trên 2,7 km đường liên xóm, ngõ xóm. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, các tuyến đường được cứng hóa đều mở rộng hơn so với trước, mặt đường rộng từ 3 mét trở lên, đảm bảo độ dày, kỹ thuật theo quy định. Sau khi đổ bê tông mặt đường, các xóm đều thực hiện cạp lề, trồng hoa, tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp cho mỗi làng quê. Đặc biệt với phương thức huyện hỗ trợ xi măng, nhân dân đóng góp cát sỏi, ngày công, số km đường được bê tông được thực hiện nhanh hơn và dài hơn mong đợi. Chi phí để thực hiện các dự án mà do nhà nước hỗ trợ xi măng ấy, so với các dự án mà nhà nước làm đầu tư 100%, thì chi phí nó sẽ giảm đi rất nhiều, do giảm đi chi phí thiết kế này, chi phí giám sát này, chi phí quản lý dự án, thủ tục để thực hiện nó ngắn gọn hơn, không phải thực hiện các bước theo quy định của nhà nước như thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định thiết kế dự toán. Do người dân tự nguyện đóng góp và làm cho nên họ cũng tự nguyện hiến đất, cho nên không vướng mắc trong quá trình phải thực hiện cái giải phóng mặt bằng. Với những kết quả quan trọng trong việc triển khai làm đường giao thông nông thôn theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, trên địa bàn huyện Tân Lạc đã khẳng định cơ chế hỗ trợ xi măng của huyện là chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân. Đây thực sự là một cách làm sáng tạo trong huy động các nguồn lực từ cộng đồng để phát triển mạng lưới giao thông nông thôn, góp phần giải quyết bài toán khó về nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới hiện nay, tạo đà để các địa phương phát triển kinh tế xã hội, từng bước hoàn thành các mục tiêu còn lại trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại trang địa phương huyện Tân Lạc do Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.